Ôi, xin chào cả nhà. Mình xin giới thiệu cái lò muỗi khoét lỗ hợp kim bằng hợp kim. Thì đối với cái lò muỗi khoét này thì chúng ta có thể khoét được các là vật liệu cứng như là sắt thép inox. Ngoài ra thì chúng ta khoét được trên nhôm, trên ống. Đây, đây thì chúng ta nè, chúng ta sẽ khoét lên sắt thép inox, nhôm, ống thép hoặc là nhựa đều được nhé. Thì trên thị trường thì có rất nhiều loại mũi khoét như thế này. Tuy nhiên thì nó sẽ có sự khác biệt rất là lớn về chất lượng cũng như là về công dụng. Có một số thì anh em thì chỉ khoét ví dụ như gỗ hay thạch cao vân vân, thì cái đó chúng ta mua là thường chúng ta khoét được rồi. Còn đối với những cái loại thép mà cứng hoặc là đòi hỏi là cắt nó sẽ nhẹ nhàng hơn thì chúng ta phải sử dụng cái là mũi này. Đặc điểm của là mũi này thì phần lớn hiện nay chúng ta dùng để khoét lỗ trên thép tấm hoặc là trên ống là nhiều. Thì ở đây thì nó có đường kính là từ 14 cho đến 120 với độ sâu là 25 ly. Ở đây chúng ta nhìn thấy cái mũi đây là mũi phi 80, thì ở đây người ta ghi là 25 mm depth. Tuy nhiên cái độ sâu 25 này thì khi mà mình dùng bằng máy khoan từ, máy khoan bàn hay máy khoan cần hoặc là máy khoan ống đó thì chúng ta sẽ khoét được 25. Còn nếu mà chúng ta dùng cầm tay á, máy khoan cầm tay giống như của Boss, Makita rồi đó, thì chúng ta khoét tầm 20 thôi. Tại vì cái tay của mình không thể nào mà khoét được sâu được, vì cái tay mình cầm nó sẽ không có cố định giống như những cái máy khoan bàn hay máy khoan cần ha. Thì đặc điểm của cái mũi này mình sẽ xem cái mũi bên trong nhé. Đây, đây là cái mũi. Chúng ta thấy nó có một đặc điểm, đây là những cái chip hợp kim gắn trên mũi này. Thì những cái chip này á, thì cũng chia ra ba góc cắt, giúp cho cái việc cắt nó sẽ nhẹ nhàng hơn, trơn tru hơn, lực nhẹ hơn. Ngoài ra thì cái lưỡi này này, cái tiết diện ngang của lưỡi này nó rất là mỏng. Như vậy thì mình chỉ cần sử dụng máy cầm tay mình cũng có thể khoan được cái lỗ rất là lớn. Đây là cái lợi thế của lò mũi này nhé. Tại vì chúng ta có thể thấy mũi thường thì cái rang này rất là dày, cái độ cái bản của nó rất là rộng, cho nên là chúng ta cần phải lực to mới có thể cắt được. Tuy nhiên đây là cái bản nó nhỏ hơn, thì do đó thì cái lực mà mình cần nó sẽ nhỏ hơn nhé. Giống như cái cây cuốc này, chúng ta cuốc xuống đất, nếu mà cái lưỡi nó lớn thì nó sẽ xuống ít, nhưng cái mũi nó nhọn ấy, thì nó sẽ xuống nhiều. Đó là cái nguyên lý đơn giản thôi. Thì đây người ta làm tiết diện này nó nhỏ để chúng ta có thể cắt được nhẹ nhàng hơn. Do vậy thì chúng ta chỉ cần sử dụng những cái máy cầm tay cũng có thể khoét được. Khi chúng ta khoan các cái ống chữa cháy rồi thì chúng ta giữ cái dụng mũi này là rất là sướng nhé. Mà chúng ta sử dụng mũi này kết hợp với máy khoan ống thì cái loại mũi này nó sử dụng được cho nhiều loại máy khác nhau, là vì cái đuôi này là 13 ly. Như vậy thì cái măng ranh ba chấu mà 13 ly thì chúng ta có rất nhiều loại máy để sử dụng cái đuôi đó, máy khoan ống, máy khoan cầm tay, máy khoan bàn hay máy khoan từ vân vân đều có nhé. Rồi đó, chúng ta thấy mũi thì rất là tuyệt vời rồi. Ở đây là phi 80 nhé. Thì đây là mũi phi 80. Chúng ta thấy mũi phi 80. Rồi, mũi hiệu Unifast nhé. Rồi, chúng ta có nhu cầu về khoét lỗ thì chúng ta cứ liên hệ nhé. Chúng ta cứ liên hệ với chúng tôi. Cái là mũi này thì có lợi thế đó là chất lượng rất là cao. Chúng ta có thể yên tâm mà cắt những cái vật liệu cứng nhé. Rồi, xin cảm ơn.